thì con hãy dùng vì tâm hồn để đón chịu thử thách. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì. Đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ. Hãy bám lấy người chứ đừng lìa bỏ. Để cuối đời con được cất nhắc lên. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận. Và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Vì vàng đã được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. Hãy tin vào người thì người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi hãy giữ cho ngay thẳng và trong sạch. Và người hỏi ta kính sợ Đức Chúa, hãy trong đời lòng nông đức của người đừng lìa xa người dở ngã. Hỏi ta kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào người và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trong lưu lành, niềm vui vô cùng và lòng thương xót. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem, nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ? Hãy có ai tình tâm kính sợ người mà bị bỏ rơi, hoặc có ai yêu cầu người mà bị người khinh dễ? Vì Đức Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, người hứa tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian nan. Đó là lời Chúa. Hãy biết các đường đời cho Chúa, chính người sẽ ra tay. Hãy biết các đường đời cho Chúa, chính người sẽ ra tay. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống
rồi nhóm người lại lại mà nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm không thế và làm người phục vụ mọi người. Kể đó, người lấy một em nhỏ đặt vào giữa các ông rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Thank you.
ghi thù của việc mang bao tin mừng trở thành những ghi thù của việc xây dựng xã hội và giáo hội theo tinh thần phúc âm tinh thần.